Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác dòng mẫu củ loa bát 50 JBL màng tím, hai từ liền khối, côn 100. Và em nói luôn, dòng này cho các bác đánh súp hơi, bác nào thích súp hơi đánh bạo lực, đánh uy lực thì chọn cái dòng bát này cho em. Dòng bát này được rất nhiều bác khách làm sự kiện sân vườn, làm sự kiện không gian lớn ý, điện về bên cửa hàng em đặt rất nhiều, tại vì dòng này đánh súp rất hay, chất lượng luôn. Để giới thiệu phần mặt trên cho các bác nhé, đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác này. Những dòng bát 50 JBL ấy, thì điểm đặc trưng của nó ấy, màu màng của nó ấy, con này của nó là màng tím hồng thôi nhé, tím khoai môn. Và gân vải 3 gân tẩm dầu, màng xếp đi lượn sóng, mũ màu đen. Đây, phần mặt sau mới khủng bố đúng không này. Ôi, rất nặng luôn. Đấy, em lật lên, mãi em lật được. Bát 50 này bản xương truyền thống, bản xương JBL, con này xương của nó bản xương to quá nhá. Xương nhôm. Xương cứng, chịu đòn, chịu lực rất tốt. Con này đây các bác nhỉ. Hai từ liền khối này. Từ của nó từ 220. Bích thép dày cùng cục, bích thép kẹp lỗ, bích thép màu trắng. Côn 100, nhện màu vàng. Đây là bát 50 JBL, nhưng các bác biết tại sao chỗ này người ta lại ghi JQ không? Dòng bát 50 JBL này sản xuất bởi công ty JQ. Rõ ràng đúng không anh em? Đó là hàng hãng do công ty sản xuất. JQ này, JQ sản xuất mẫu bát này. Con này của nó trở kháng 8 ôm. Công suất con này nó rơi vào tầm khoảng là 1.500W các bác nhé. Hàng hãng bao giờ nó cũng hơn. Bác nào đánh súp uy lực, cần súp uy lực thì liên hệ em mua dòng bát này. Bát này em đang bán là 2 triệu một cái, 2 triệu một cái nhá. Nếu bác nào mua cả đôi sẽ là 4 triệu. Quan tâm sản phẩm này, nhấc máy alo về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 72. Hai số này nhà em có Zalo luôn. Các bác mua hàng có thể kết bạn Zalo, nhắn tin qua Zalo cho em. Xin dừng video các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.